Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Honey Beauty. Mình là Hồng Hạnh, hiện đang là giảng viên đào tạo phun xăm tại Honey Beauty. Hôm nay Hạnh sẽ giải đáp những thắc mắc của các bạn để lại ở comment những cái video trước. Thì bây giờ mình cùng bắt đầu luôn nha. Xăm bị lem viền dưới làm thế nào? Khi mà các bạn đi xăm mà bị lem viền, không biết nó nằm ở vị trí nào, nói chung là bị lem viền, thì các bạn có thể xử lý bằng cách là nhờ kỹ thuật viên họ xóa cái phần viền đó, hoặc là hút dung dịch, hoặc là một cái kỹ thuật tiên tiến mới bây giờ đó là xử lý bằng plasma. Mình sử dụng những cái tia plasma, mình đốt điện để mình bóc tách cái phần màu đó ra, thì sau này khi mà bong ra nó sẽ mất luôn cái phần lem viền đó luôn nha các bạn. Phun xăm môi mình xài màu được bao lâu ạ? Phun xăm môi xài được màu trung bình tầm khoảng 2 đến 3 năm và cũng tùy theo cách chăm dưỡng môi của mỗi người. Nếu như môi của các bạn được chăm dưỡng mỗi ngày, mềm mịn mỗi ngày, môi không bong tróc, không có ra da chết nhiều, thì cái lớp màu ở trên môi của các bạn nó vẫn sẽ giữ được lâu hơn. Đối với những người mà để da môi bị khô nè, bong tróc quá nhiều thì nó sẽ lột đi cái phần màu của mình đi rất là nhanh, cho nên nó sẽ mất màu đi sớm hơn cái thời gian trung bình của nó nha các bạn. Mình khử thâm môi được 1 tháng thì khử thâm môi được không? Khử thâm môi đó là một cái hình thức đưa mực vào trung hòa màu sắc dưới môi. Khi mà môi của các bạn bị thâm quá nhiều thì họ sẽ sử dụng những cái màu có ánh trắng hoặc ánh vàng để xử lý những cái phần thâm ở phía bên dưới. Nếu như khi mà họ xử lý thâm mà các bạn cảm giác như là môi quá dày màu hoặc là bị bết màu thì các bạn có thể xử lý bằng cách là hút dung dịch hoặc là công nghệ plasma giống như hồi nãy Hạnh có nói ở cái câu đầu tiên nha. Hôm nay em định đi xăm, mà còn khoảng 6 ngày tới chu kỳ kinh thì có xăm được không? 6 ngày nữa mới đến chu kỳ kinh nguyệt thì bạn vẫn đi xăm được bình thường nha. Tại vì mình chỉ sợ là rơi vào khoảng ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt. Các bạn cũng biết phụ nữ mình ngay cái ngày đầu tiên thì nó sẽ ra hơi bị nhiều và cơ thể mình lúc đó nó rất là mệt mỏi, bức bối. Nếu bạn làm trong ngày này, các bạn nằm lâu, các bạn cũng sẽ có cảm giác nó hơi bị mệt mỏi. Cho nên bây giờ các bạn đi làm vẫn được bình thường nha. Tránh cái ngày đầu tiên thôi, không sao cả. Xóa lông mày mà về bị sưng mắt, xin bác sĩ tư vấn giờ phải làm sao? Xóa lông mày bị sưng mắt có thể là bạn đi bằng tia laser. Thì khi mà tia laser bắn vào thì cái cảm giác cái vùng da ở đó nó hơi bị tổn thương một tí thì nó sẽ bị nề cái vùng xung quanh của nó luôn. Như bạn là khá nhạy cảm là nó đi xuống tới cả gần vùng mắt thì cái vấn đề này bạn cũng không cần quá lo lắng, do mình da mình quá nhạy cảm thôi. Để các bạn có thể là dùng phương pháp chườm lạnh để mà giảm cái cảm giác đau rát đó và giảm sưng luôn nha. Qua những giải đáp vừa rồi, nếu các bạn có thắc mắc gì, các bạn cứ mạnh dạn để lại comment tiếp cho Hạnh nha. Và các bạn có thể đến trực tiếp tiệm làm đẹp Honey tại số 2 Hoa Sứ, phường 2, quận Phú Nhuận để được tư vấn. Nếu không có thời gian nữa, các bạn cũng có thể gọi vào số hotline để được tư vấn nhanh nhất luôn nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Honey Beauty, trọn sắc đẹp, vẹn niềm tin.